Em tên là Nguyễn Đức Anh, em đến từ thành phố Hà Nội và hiện tại em đang là sinh viên của trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam. Mọi người thì thường không biết đến trường của mình nhiều, nhưng mà mọi người hay trêu em là thằng đa cấp. Đấy, nhưng mà em vẫn bình thường thôi nên là mọi người chưa hiểu được về cái giá trị thực sự của trường. Nên là mọi người cũng chỉ đánh giá qua cái góc nhìn của mọi người thôi. Còn theo em thì cái quyết định này của em là quyết định chính xác. Khi mà em quyết định vào trường thì gia đình cũng đã tìm hiểu và quan tâm đến trường. Và gia đình thì hoàn toàn ủng hộ em. Được thì được rất là nhiều thứ. Em có những người bạn mới, những môi trường tốt để phát triển bản thân và có thêm tính kỷ luật, tự giác cũng như là tinh thần trách nhiệm. Thời gian bọn em sinh hoạt bắt đầu một ngày mới là 5:30 sáng, thì 5:20 thì bọn em đã phải thức dậy để chuẩn bị xuống sân tập thể dục. Thì đấy là cái khó khăn đầu tiên của em tại trường. Trong một tuần đầu tiên thì em rất khó để thích nghi, nhưng mà có những người bạn, người anh ở trong trường thì cũng đã giúp em, gọi em dậy. Đấy, thì một tuần đầu thì là như vậy. Sau đó thì dần dần thì em đã quen với cả môi trường tại đây và có thể đúng giờ để tập thể dục. Còi từ Bắc Xuyến. Đầu tiên thì em thấy nó cũng vô cùng là đáng sợ, nhưng mà sau thì dần đã quen rồi, mà khi mà lại không có thì lại cảm thấy rất là nhớ. Những cái điều tưởng chừng nhỏ nhặt như thế nhưng mà lại giúp bản thân em khá là nhiều. Ví dụ như là tính kiên trì, em có khả năng kiên trì tốt này, khả năng sáng tạo cũng như là có thể liên kết mọi người với nhau. Cái khó khăn mà khi mà thu điện thoại sớm thì là bọn em là giới trẻ mà thì hay tò mò và cập nhật thông tin nhiều, nên là mọi người mọi lúc mọi nơi là hay vào những cái trang mạng xã hội để xem, mà khi mà bọn em thu điện thoại đấy thì lại không được thỏa mãn cái đấy, nên là nhưng mà ngược lại thì nó lại rất tốt cho sức khỏe bọn em. Bọn em có thể đi ngủ sớm và giữ được sức khỏe tốt để cho một ngày rèn luyện tiếp theo. Trường mình là theo mô hình quân đội nên là tính kỷ luật thì rất là cao. Em cảm thấy những tiết học với chủ doanh nghiệp thì rất là vui, khi các thầy cô là chia sẻ thực tế cái kiến thức của mình, cũng như là trong khi các thầy cô giảng bài thì nó cũng không chỉ là tương tác một phía, mà bọn em còn được giao tiếp với các thầy cô. Đấy là bọn em học rất là sôi động và nó cũng là tiếp thu được rất nhiều kiến thức. Gần xa trường thì cũng có cảm giác vừa vui vừa buồn. Vui là mình được trưởng thành hơn, mình có nhiều kinh nghiệm tích lũy hơn để ra ngoài cuộc sống, ra ngoài đời làm việc để trang trải cuộc sống của mình. Thì buồn thì là không được gặp nhiều bạn nữa. Các bạn mới mình quen thì mình lại phải xa rời họ, không có nhiều thời gian tiếp xúc. Và những người thầy, người anh ở đây thì mình cũng khó có thể hỏi thăm thường xuyên hơn.